Nào cho ngồi gần với anh nào. Bây giờ mình học về cái cách xem catalog giảm tốc error đấy nhé mọi người. Thì đây là cái công ty mà mình đang mua chính thức này. Thì đây là quyển catalog. Thì phần lớn các bạn văn phòng là hiện tại là chưa có nắm được cái cách xem đó. Thì đầu tiên thì nó là error series. Đó là cái giảm tốc mà từ tầm 4-5 kW cho tới 37-45 kW cũng có. Thế thì trong cái error series thì nhớ là trong trong cái error series này nếu như mà nó có chữ RF có nghĩa là mặt bích, còn bình thường error thì chỉ là cái giảm tốc trên đấy bình thường thôi. Bây giờ các bạn nhìn nếu mà F thì là cái loại mà chụp vào song song với chụp ra này đấy, thế còn nếu mà là K thì có nghĩa là chụp vào nó vuông góc với cả chụp ra vào đây, chụp ra đây nó vuông góc với nhau đấy. Thì bây giờ mình tập trung vào cái chuyện giảm tốc error nhé. Thì đây là cái cách đọc này. Cái đầu tiên cái ký hiệu của cái giảm tốc khi mà nó ghi trên cái tem ấy, thì chữ R ở đây là thể hiện là giảm tốc chân đế loại thông dụng nhất bình thường. Còn chữ F này nếu như mà nó có thì nó hiện thị là mặt bích. Còn cái mã này là 378797 hay là 167 thì nó chỉ là cái mã của đầu giảm tốc thôi, nó cũng giống như là cái giảm tốc chuẩn viết ấy. Size mà càng lớn thì size mà càng lớn thì kích thước nó sẽ càng lớn thôi. Y ở đây thì là motor điện 3 pha ấy, thế còn đây là công suất, sau đó đến số cực điện của motor, còn đây là phần tỷ số truyền của motor giảm tốc nhé. Rồi còn đây M1 thì nghĩa là gì, thì chúng ta nhìn thấy bức hình này, tất cả những giảm tốc mà anh mua về rồi M1 có nghĩa là nó thiết kế để cho chân đế đỡ trên một cái mặt phẳng như thế này. Thế còn nếu như các em mua đôi khi ở đây này em bảo M4 này lắp đặt thì kiểu trúc như này, còn M5 này lắp đặt thì kiểu ngang này, thì nhớ là tất cả giảm tốc anh mua đều là M1 nha. Còn tiếp đến này thì cái 200 ở đây là gì, 200 ở đây là gì, nó chỉ là đường kính mặt bích thôi nha. Nếu như có mặt bích thì 200 này là đường kính mặt bích. Rồi bây giờ các em thắc mắc là 270 độ là gì, thì em nhìn xuống dưới này. Nếu như mà là 0 độ thì hãy tưởng tượng như đây là trục của giảm tốc nhé, hướng vào mặt em nhé, thì cái hộp cực nó sẽ nằm bên trái đây, cái trục hướng mặt em này thì hộp cực nằm bên trái thì nó gọi là 0 độ. Nếu như hộp cực nằm dưới đít của sản phẩm ấy, dưới đáy của sản phẩm ấy thì gọi là 90 độ. Còn nếu như nằm sang bên phải ấy, của cái trục thì nó sẽ là 180 độ. Còn nếu như hộp cực mà anh mua cho các em bán hàng ngày thì nó sẽ là 270 độ, có nghĩa là nó nằm trên nóc đó. Thì vậy cái giảm tốc của mình sẽ là gì? Thông thường nó sẽ là R 97 1 kW 4V, Y bằng 20 là 30, tư thế lắp đặt là M1, 200 hộp cực 270 độ. Đấy, mặt bích này thì anh chưa mua bao giờ nên thì không có. Thế thì ở đây nếu như các em nhìn các cái kích cỡ của hộp số giảm tốc thì các em thấy là từ 17 cho tới 167 là to nhất. Thì những cái gì mình thường mua ấy thì nó rơi vào tầm từ 97 cho tới 137. Đó, để ý ba con số này thôi. Ba cái cỡ hộp giảm tốc mình hay mua nhất cho cái dòng motor giảm tốc này. Thì với cái mà 97 mà cái đã mọi người như là Hường đã từng bán ấy, hay là Trọng hay là Thức đã từng bán rồi, thì nó dao động, nó có thể lắp với giảm tốc từ 0,55 kW cho tới 30 kW này. Tỷ số truyền của nó có từ 5 cho tới 290 đó, 1 phần 5 hay là miền Nam còn khoảng 1 phần 5 cho tới 1 phần 290 đó nhé. Đấy, còn đây là cái phần lực moment mạnh nhất có thể này là 3.000 lực Newton, 3.000 Newton đấy, lực moment xoắn của nó cao nhất là vậy. Thì chỉ cần chú ý tới cái phần R là giảm tốc chân đế và RF là giảm tốc mặt bích này thôi, còn cái bảng dưới này hãy bỏ qua nha, tại vì mình không có bán vậy nhé. Thì ở đây nó cũng ghi cho các em này, ví dụ như là cái giảm tốc R97 thì nó là trọng lượng của nó là 101 cân chưa tính motor, còn 107 là tốc mà giảm tốc ấy, size 107 thì trọng lượng của nó là 153 chưa tính trọng lượng của motor vậy nhé.